Xin chào quý vị các bạn. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu sản phẩm máy phun sương công nghiệp Simito. Với sản phẩm máy phun sương công nghiệp Simito này thì là sản phẩm sản xuất theo tiêu chuẩn công nghệ của Nhật Bản. Đấy, tôi sẽ phun thử loại sơn dầu cho bạn xem. Máy có thể phun được cả sơn dầu sơn nước. Bạn chỉ cần cắm loại ống phun chính vào và điều chỉnh áp lực của máy. Thông thường với loại sơn dầu thì bạn để áp lực 20 atmosphere. Để tôi sẽ bơm thử cho bạn xem. Và khi bạn bơm thì máy sẽ bóp cò súng, máy sẽ tự động đóng điện, và sau khi đóng điện xong thì máy sẽ tạo ra một áp lực rất đều 20 atmosphere. Không những là máy thông thường ở thị trường thì quá trình bơm sẽ làm cho máy giật và không đều sơn, máy này rất là đều, các bạn thấy cái sơn dầu với tốc độ rất là cao, các bạn có thể nhìn thấy. Với sản phẩm máy của chúng tôi thì chúng tôi bảo hành 1 năm. Đấy, các bạn xem, khi mà chúng tôi không sử dụng nữa, nhả cò súng máy tự động tắt, và khi máy tự động tắt thì tất cả bộ phận đều nghỉ, chỉ có duy nhất hệ thống smart control là hoạt động và ngắt điện. Khi mà bạn chỉ cần xả áp lực ở phía đầu ngoài phun thì máy lập tức đã đóng lại. Sản phẩm máy chúng tôi nhập khẩu chính hãng và phân phối tại thị trường Việt Nam. Đối với sản phẩm máy Simito với hộp điều khiển smart control,